Chưa, nói tiếp đi. Nói đi, tôi đang quay phim. Lúc nào con mày lại chụp hình mặc đồ đẹp đi đám cưới thì mẹ mình rất khôn dở, mình không quan tâm đấy mẹ. Bây giờ mình đã có anh hai, anh ba, anh chị mơ, và mình thích đi Nha Trang. Mình ước mơ là đi Nha Trang suốt cả đời, nhưng mẹ mình không cho. Chừng nào chị mơ có mai đồ cho mình thì mình hãy về quê, thì về Nha Trang đi, và mình có ước mơ để vui. Hôm nay chúng mình sẽ có mái rạp để nằm ngủ. Bây giờ giới thiệu với bạn, mẹ mình tên là Hanh, ba mình tên là Lân, anh hai ba mình tên là Long Em với Long Minh, thì mình tên là Ngọc Viên. Ước mơ của mình là tập sách cho cô giáo Vàng, trang điểm, chụp hình. Ước mình là bác Hồ. Rồi sao?